thưa sư đối với cư sĩ lúc cận tử nên làm gì để có cơ hội được quay lại làm người và tiếp tục tu tập theo chánh pháp. quý vị biết là tại sao mà chúng ta phải à, mấy cái vận động viên ấy tại sao mà họ phải à, rèn luyện thường xuyên chứ không có tự nhiên là thôi cứ tới ngày thi thì mình lên mình thi thôi chứ mắc mới gì phải tập, Hử? vận động viên cử tạ thì cứ cứ chờ tới ngày thi rồi nâng cục tạ 100kg rồi thả xuống chứ mắc gì tập mỗi ngày chi, rồi thậm chí là ca sĩ thì chừng nào lên sân khấu thì họ cứ cầm micro họ hát thôi chứ mắc gì phải vô phòng tập thu âm rồi tập thanh nhạc rồi tập giọng ca rồi tập điệu bộ ông chi vậy bởi vì không tập thì đến lúc cần xài mình xài không có được nha yeah. dù cho quý vị có làm cái gì đi chăng nữa thì lúc cận tử là cái lúc mà lên sân khấu rồi mà nếu trước đó quý vị không có sự thực hành gì hết Thì coi như thua Thua hoàn toàn Không có cửa nào gỡ gạt hết Rồi ra muốn hỏi mà cận tử nên làm gì Thì quý vị nên hỏi là bình thường nên làm gì Để đến lúc tử Đời sau kiếp khác mình vẫn có thể quay lại tu tập chánh pháp Chứ còn lúc cận tử là thua nha không có ai mà đến một cái ca sĩ mà lên bắt đầu lên sân khấu cầm micro chào khán giả rồi mới bắt đầu là ư a e a tập thanh nhạc hết trơn. Không có ai mà đến cái lúc mà chuẩn bị thi chạy uh, 100 mét uh, thì lúc đó là mới bắt đầu uh, là uh, tìm hiểu là thế nào là chạy marathon. Không có ai làm chuyện đó hết trơn. Uhm. Ngày bình thường phải tập thì đến lúc đó mình mới xài được nghe bình thường không tập đến lúc đó mình chịu chết. À, mà quý vị hỏi ngày thường mình nên tập như thế nào thì thứ nhất là tập cái gì cũng được miễn đó là thiện pháp, bố thí, giữ giới, Hành thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, à, thuyết pháp, à, tùy hỷ, hồi hướng, sửa sang tri kiến cho đúng. cái nhân sanh phước vì làm cái gì cũng được nhưng mà à, đương nhiên trong số đó có những cái thù thắng hơn à, ví dụ như là những cái liên quan tới cái à, phương pháp thực hành như là cái việc hành thiền nè à, rồi à, bản thân cái việc bố thí cũng tốt rồi bản thân cái việc nghe pháp nó cũng tốt bởi vì việc nghe pháp nó sẽ sửa sang cái tri kiến của mình đấy cái quan trọng là gì? Như một chút xíu nữa đây. Cái chuyện sư làm quý vị cũng làm. Chi phước đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Và quý vị có thể nhớ lại 10 câu nguyện của sư và quý vị mỗi một lần quý vị làm xong bất kỳ một cái thiện pháp nào quý vị đều có thể nguyện cái câu đó hết. ha thì nó sẽ là cái nhân cái duyên để cho đời sau kiếp khác quý vị tiếp tục đi tiếp cho đến khi đạt đến con đường giải thoát giác ngộ nhưng mà nhớ mình nguyện là mình phải thật lòng mình muốn như vậy mình chú tâm mình thật lòng mình muốn như vậy chứ không phải tụng đọc như con két Và bây giờ sẽ đọc một lần mà coi như chúng ta kết thúc luôn cái buổi vấn đáp ngày hôm nay ha. nguyện cầu Tam Bảo từ hàng độ nguyện thoát ba tai nước lửa binh nguyện thay chúng sanh khỏi oan kết nguyện cho nhân loại sớm tu hành nguyện dình tam học giới định tuệ nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lận danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi nguyện sau đạo quả sớm viên thành. nam mô bút tha giác nam mô tham ma -ya. nam mô sằng kha giác